Chào các bác, hôm nay mình đến với các bác cùng ba chiếc nồi cơm Toshiba vuông cao tần áp suất rút chân không, một chiếc sản xuất 2017 và hai chiếc sản xuất 2013, một chiếc sản xuất 2014 và chiếc cao tần áp suất rút chân không. Nấu 50 phút, đèn rút chân không chạy rất êm luôn, giữ ấm. Hầm cơm 9 phút, hẹn giờ buổi sáng, buổi chiều, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Chạy rất êm luôn. Giữ ấm, hầm cơm 9 phút, hẹn giờ buổi sáng, buổi chiều. Mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Và chiếc thứ ba chạy rất êm luôn này. Giữ ấm, hầm cơm 9 phút. Và ba chiếc nồi cơm này đều được thay cam mới tinh, test dọn cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ. Hẹn giờ buổi sáng, buổi chiều, mọi chức năng hoạt động rất tốt. Ba chiếc đều được thay cắm mới. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 945 737 920, nằm xong rất đẹp. Cao tần áp suất hút chân không Toshiba vuông, test dọn cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ và được thay cam mới tinh, hoạt động tốt mọi chế độ, xong rất đẹp luôn. Các bác phải xem kênh như xem, xin nút like, chia sẻ, nút đăng ký kênh. Các bác có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 737 920. Ba chiếc nồi cơm Toshiba vuông, giá mỗi một chiếc là 1,5 triệu một chiếc. Các bác ưng ý sản phẩm nào xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.